cả các chị yêu đã đến với kênh Mỹ phẩm chính hãng Sếp Bách Tuấn nha. Thì hôm nay cũng là ngày kem của Né về, gọi là em đóng hàng sắp mặt luôn nha, gọi là sắp mặt luôn. Thì đây là một dòng sản phẩm kem rất là hot trên thị trường và được rất là nhiều chị em sử dụng, có một làn da đẹp. Đây, thì kem của Né đây mọi người. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái bao bì cũng như là cái sản phẩm bên trong của hàng của Né nha. Chị nào mà muốn mua trọn bộ thì hôm nay em sẽ giới thiệu nguyên một cái bộ cho tất cả các chị yêu luôn. Đây là cái sản phẩm kem con né nè. Cái này là sữa rửa mặt con né nè. Rồi cái này là serum con né. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái công dụng của bộ sản phẩm kem con né, dành cho điều trị mụn như thế nào, dành cho điều trị nám như thế nào, dành cho làn da, giúp làn da được trắng hơn thì như thế nào. Bởi vì mọi người thường nghe là xài kem con né là đẹp, nhưng mà mình phải biết có sự là kết hợp sản phẩm để cho làn da mình càng ngày càng đẹp hơn nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về bộ sản phẩm kem con né trắng da. Đây thì bao gồm một cái hộp kem dưỡng trắng da con né. Thì đây là một cái hộp kem dưỡng nè, còn đây là một cái chai nước hoa hồng. Thì cái bộ sản phẩm này á, là bên ngoài thì mọi người em đã nói rồi, hàng con né bây giờ nhái rất là nhiều luôn, nên mọi người đừng có để ý về cái bao bì bên ngoài nữa. Bên ngoài là người ta bây giờ người ta rẻ giống là 90% rồi. Mấy chị mà chưa có kinh nghiệm thì đừng nên là dám chắc là cái kem con né nó phải có hộp như vậy mới chính hãng, là đừng nên khẳng định như vậy nha. Tại vì hàng rẻ nhái rất là tinh vi, và cái kiểu như là cái bao bì bóng như thế này nè, bây giờ nó nhái dễ lắm nha mọi người, đừng có để ý nữa. Chủ yếu là hai cái hộp bên trong nè, cái nào mình xài mình để ý, còn cái nào mà nó ở ngoài nó chỉ là gắn ở bên ngoài như thế này thì không cần để ý đâu. Chủ yếu cái nào mà nó xài lên da mặt của mình là đẹp đó, nó mới để ý nha. Đây là một cái hộp kem ban ngày ban đêm và một chai nước hồng ban ngày ban đêm luôn. Thì bộ sản phẩm này có thể là sử dụng ban ngày ban đêm. Thì mọi người lưu ý giúp em là cái chai nước hồng này nó có điểm hắt, và khi mình thoa lên nó có điểm rét nha mọi người có thể lấy cái bông trắng lên da rét đó, lăn tăn đó là hàng chuẩn nha, không phải thấy nó lăn tăn nó hàng nhái không có nha mọi người, dễ nhầm lẫn lắm nha. Ai mà chưa xài cái cầm lên cái chai nước hoa hồng cái nói sao thoa lên nó hơi rét rét cái nói hàng nhái không đúng luôn nha. Đó là hàng chính hãng đó nha mọi người. Hàng chính hãng nó sẽ có cái kiểu như là nước hồng nó sẽ giúp cho da của mình tái tạo và thay đổi một cái lớp da mới. Còn hàng nhái thì thoa lên nó tiến da, sau đó mình thoa lên kem, trời ơi, một hôm kia đổ ra rất là ghê, rất là kinh tởm nha. Tiếp theo đó là cái dòng sản phẩm kem dưỡng da mặt của con né nè. Đây là một điều rất là quan trọng, rất là nhiều chị em bị lầm tưởng mua 80.000 tưởng, mua ngoài 80.000 tưởng hàng chính hãng mừng chấp tế luôn. Ai về xài về trúng hàng rẻ, tùy theo người bán nha mọi người, không phải là ai bán mất tiền người đó là bán chính hãng nha, chưa chắc nha. Riêng về shop bên em á, là bên em chuyên phân phối những mặt hàng mà chính hãng, phân phối những cái mặt hàng Thái Lan nhập khẩu trực tiếp, nên mọi người yên tâm nha, em là em nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan luôn. Như là hàng này á, xài là đẹp da trong vòng là 5 đến 7 ngày hoặc là 10 ngày tùy theo làn da mà. Xài xong da mình nó mở ra, nó hồng rất là dễ thương, rất là dễ thương luôn. Ai mà xài bộ kem của đấy là da nó cũng rất là xinh luôn nha mọi người. Đây thì tiếp theo là một cái chai nước rửa mặt nha mọi người, một chai sữa rửa mặt như thế này nè. Thì bên em cũng đang bán về cái dòng này, nhưng mà hiện tại là đang có hai mùi hương, đó là nghệ và cà xanh. Đây mọi người, khi mà mọi người mà muốn làm sạch da thì đây là cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Một cái chai sữa rửa mặt rất là xinh xắn nhã nhặn như thế này đó, dùng chung kết hợp với bộ con né nè, thì sẽ giúp cho da của mình đẹp hơn. Mình rửa mặt sau đó mình sẽ xức serum, và đây là cái chai serum dưỡng trắng da của con né mọi người. Đây thì bây giờ em mở ra bên trong nè, mọi người để ý giúp em nè. Đây nó sẽ khắc luôn cái ngày sản xuất, hàng sử dụng, hàng chính hãng đó nha, không bán hàng nhái đâu nha mọi người. Ở trong đó cái chai serum này, sau khi mình rửa mặt xong nè, rồi mình sẽ thoa nước hoa hồng nè, và sau đó mình sẽ sử dụng serum nè, sau đó mình sẽ dùng là kem dưỡng da nè, để cho da mặt mình đẹp hơn. Không chỉ là kết hợp một cái chai nước hoa hồng cùng hộp kem không đâu, mà mình còn phải làm sạch da của mình bằng cái chai sữa rửa mặt này và một cái chai serum này, để giúp phát huy tác dụng của kem hơn, cũng như là da mình càng ngày đẹp hơn nha. Thì ai mà muốn mua sử dụng cái bộ kem con né này thì có thể là liên hệ ngay cho em để được đặt hàng. Một bộ như thế này rất là xịn sò, như là giá rất là mềm. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline là 0355 838 057 nha mọi người. Luôn luôn cung cấp cho tất cả khách hàng của em là hàng chuẩn chính hãng, giá sỉ rẻ nhất tốt nhất, và luôn luôn tuyển đại lý, nhà phân phối, những khách sỉ trên toàn quốc, và luôn luôn được một cái mức giá ưu đãi rất là tuyệt vời nha. Hãy nhanh tay liên hệ cho em để được chuyên viên làm đẹp, chăm sóc da đẹp, da mặt cho mấy chị được đẹp hơn, được xinh xắn hơn, qua số điện thoại hotline là 0355 838 057. Ví dụ như mấy chị thích cái bộ kem con né này, nói em ơi chị muốn tư vấn cho chị về cái bộ kem con né để chị mua vài bộ chị về chị xài, đó là bên em sẽ có nhân viên tư vấn cũng như là chốt đơn cho mấy chị rất là nhanh, rất là chuyên nghiệp nha mọi người. Còn chị nào mà muốn mua cái bộ sản phẩm là kem con né này qua cái Zalo đó, mấy chị kỹ hơn có thể là chụp cho em. Em ơi đó, bây giờ là mấy chị xem
ai mà muốn chụp qua Zalo là chụp nguyên bộ này đó, chụp nguyên bộ này đó, chụp đi mọi người, chụp màn hình lại đó, kêu mấy chị có thể tự chụp hoặc là kêu con hoặc là cháu gì đó đó chụp lại. Ừ, chị muốn mua cái bộ kem con né này để xài cho đẹp đó, thì chụp lại gửi qua cho em để bạn em được có chuyên viên chăm sóc da cũng như là bác sĩ da liễu sĩ tư vấn về làm đẹp cho làn da của mấy chị sẽ được cải thiện hơn về nám rồi mồi thâm mụn, hoặc là mấy chị không phù hợp với cái dòng sản phẩm kem con né này thì bạn em sẽ có cái dòng sản phẩm đặc trị về những cái làn da mà mấy chị đang tổn thương đó, thì mọi người có thể là liên hệ cho em qua cái số điện thoại Zalo là 0773339279 hoặc là 0933766739 để được làm đẹp cho tất cả các chị yêu nha. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng em để được tư vấn, để được chăm sóc làn da của mình, để được xinh hơn, trẻ trung hơn và được đẹp hơn rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bắc Cứng, và cảm ơn tất cả các chị yêu đã luôn luôn ủng hộ và luôn luôn tin tưởng shop trong thời gian qua nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công. Bye bye.